They all want to crawl out. Hôm nay đi ăn ốc các bạn. Món khoái khẩu của anh, is it your favorite? Snails? Oh yeah, my favorite. Okay. Ở đây thì quá nhiều hải sản rồi. Có bạch tuộc sống nữa nè. What you want? I'm looking for some duck egg. Ăn hộp vịt lộn nha. Hôm nay cho anh ăn hộp vịt lộn các bạn. Do they have it here? I think they do. Này là cái nước uống mới mình cũng chưa thấy bao giờ bạn. 100 plus. Em Tiếp Thị nói là nước ngọt nhưng mà nó ít ngọt, ít đường và nhiều vitamin hơn như vậy đó. It says isotonic drink. I'm not sure what that means. Thì mình lấy một lon mình uống thử coi nó là sao. You wanna try it first? Sure. Ok, để anh uống thử đi. Thì khui ra nó màu trắng nè. Nó nước trong nhưng mà màu trắng. How is it? Nhìn giống nước dừa quá. Good. Right. It's good. Yeah, she said a little less sugar and more vitamin. Yeah. Ốc len xào dừa. Để ồn các bạn, mình ráng ra lớn rồi đó. Suck it out. Suck it out. Suck it hot, right? Like, okay, yeah, okay. Use your full power. Okay. Look at the camera. Up let some you. I couldn't get it. Not salt water. I didn't get it. Harder. You have to suck it harder. It doesn't work. Mm-hmm. That one doesn't work. Thank you. Sai là nó mở ra nó cắn cắn cái thằng nó mua cái bùn đó rồi nó cắn cái thằng. I got it. That one didn't work. Still in there. Kind of like coconut milk or something. Yeah, it's good. Oh, I got a hole in the back. Oh, man. Okay. No, you don't cover it. You don't cover it. Don't cover the hole. Don't cover the hole. I couldn't get it out. It shoots into your mouth like a rocket, you know? What is it? Oh, is that an egg? Somai. Somai, nước mỡ hành và sữa cốt.
bánh mì. Okay, you try it. What is it? How do I eat it? You are chopping, man. What's your shirt? Did you pick up the whole thing or what?
Quên người khác. Quên người khác. You know, it's like if you look at it, like if you really look at it, makes me not want to eat it. Oh, I just don't even want to look at the thing, you know what I mean? I don't even want to look at it. That's his head! Just the egg yolk, huh? Yeah. No hair yet. Fine. What do I do with the rest of it? I'm eating this whole thing. Don't think of it. Don't look at it. Don't look at it. Don't think of it. Eat my food, man. Don't think of it. Just put it in your mouth. Man, that's a pretty big piece right here. Maybe, maybe I'll cut this in half or something. Mm-hmm. Maybe this part's better. Okay, I'm ready. I'm ready. I'm just gonna do it. I don't even know what I'm chewing on. Don't think about it, just eat. Don't look at it.
We did it. Hey, that's a relief. Sáng đọc một cái bài báo mà có một cái hạn chế ở trên mạng á, nó kêu là con của mấy anh mà chính quyền á thì đi du học nước ngoài. Vậy đó sao? Còn mà con của những người mà trong trường khó lắm, mà bị làm phi rất nghèo khổ á, thì nó đi vào đồn. Ốc móng tay xào rau muống nha các bạn. The best part. What is it? It's some type of you eat the whole thing or what? Deep in there. Anh cứ hỏi mấy này con gì, mình đâu biết tên tiếng Anh của nó đâu. Yeah, that's good. I'm ready to drink some beer, man. I did it. Oh, that one's good. Some kind of octopus or something? Yeah, octopus. What do I dip it in? I'm going to go to the green shot. Đi gần, dựng lên đi gần, dựng lên. Ngoài ăn, dựng lên. Dựng lên cho em coi chung. Đúng rồi. Dựng lên đây nè, ừ. Đó, cho em coi chung nha. Món này ngon các bạn. Gieo nghiệp lắm. Nó đeo nhà Phật là gieo nghiệp quá bà. Sao này ta rồi bà. Ông gì mới vô lấy. He wanted to watch too. Man, it's been a week. I didn't bring any of that gear. Yeah, sorry, man. The weather feels good. Not too hot. Yeah. No, it's now at night. Yeah. At afternoon. I heard it was close to 90. Yeah, earlier today. I think 31 Celsius is what they told us when we landed. Good enough. Mình thích ăn ốc móng tay mà nhà mình thì không ai thích hết. Bây giờ đổi vô khác rẻ hơn. Mình món này mà làm ốc sạch nó như bịt cát. Hào được cái gói của ta luôn. Hào không cho luôn.
This one they call finger snail. Oh yeah. It looks like a finger. Yeah. Finger. Uh-huh. Yeah. Finger snail. How you feel? Feel great. Feel great? Yeah, like I just went on an adventure. Seafood adventure. Seafood adventure. Hôm nay anh ăn bữa nay là rất nhiều món anh chưa từng ăn bao giờ nha các bạn. Hôm nay là gan lắm mới ăn thử ốc á. The bread's really good. And the beer. And the beer. And that's it. Thì trong tất cả những món ăn hôm nay thì mình thấy thích cái bạch tuộc nướng nhất. Ốc lên xào dừa cũng ngon, nhưng mình họ bưng ra nó nguội ngắt à. This is good. Cái gì ốc bóng tay xào rau muống cũng ngon mà quá nhiều tỏi. Cái này nó làm quá nhiều tỏi. Hộp thịt lộn vị cũng ngon. Có cái món này nè các bạn, sụn gà. Cháy tỏi thì mình quên rồi. Thì món này là dở nhất, tự mình bỏ nguyên dĩa luôn. Nói chung chỗ này mình thấy chị được à. Chưa hài lòng lắm. Nhưng mà nó rất là đông, mà chủ yếu là cái không khí á. Chứ còn đồ ăn thì mình thấy phục vụ mình thấy chưa được lắm nha. Quan trọng là cái không khí vui nè. Had a good time. Great. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thank you and bye bye. Thank you for enjoying this duck egg with us. Bye, friends. Bye.